Tại hội nghị tiếp xúc với các cử tri xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã giải đáp nhiều thắc mắc tâm tư của cử tri, đồng thời trao các suất quà tặng cho gia đình chính sách, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của địa phương. Tình trạng thiếu vaccine 5 trong 1 khiến nhiều trẻ tại địa phương đã quá tuổi nhưng không được tiêm phòng. Việc phân luồng học sinh cấp phổ thông trung học bộc lộ nhiều bất cập khiến 422 em đang không có lớp học. Việc tinh giản biên chế ngành giáo dục khiến các lớp học bị quá tải là một trong nhiều vấn đề mà cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội. Những vấn đề của cử tri nêu đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp thu và gửi đến chính quyền địa phương làm rõ. Dịp này, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương binh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương này.